Theo báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, rác thải nhựa đại dương đang là vấn đề nóng tại nước ta. Nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó có việc tổ chức các giải báo chí về môi trường nhằm nâng cao nhận thức của người dân cũng như giúp đánh giá hiệu quả của những chính sách mà nhà nước đã và đang thực hiện. đầu tháng 12, báo điện tử VTC News phối hợp với Ban quản lý dự án về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam đã đồng phối hợp tổ chức giải báo chí về giảm ô nhiễm nhựa đại dương nhằm phát huy vai trò chủ lực của báo chí trong công tác truyền thông giảm ô nhiễm nhựa đại dương cũng như cải thiện chất lượng hình thức các sản phẩm báo chí truyền thông về giảm thiểu rác thải nhựa. Trong một cái thời gian rất ngắn ngủi nhưng mà cái số lượng bài vở và tác phẩm dự thi cũng rất là là lớn. Chúng ta đã nhận được những cái tác phẩm không chỉ của những cái uh, tỉnh uh, ở ven biển mà uh, chúng ta nhận được những tác phẩm từ những cái tỉnh miền uh, uh, núi. Ví dụ như là Yên Bái hay là Lào Cai như vậy là những cái tỉnh mà không liên quan đến đến biển nhưng mà các tác phẩm vẫn gửi về thì chứng tỏ rằng cái sự quan tâm uh, cái cái mối lo về cái ô nhiễm rác thải nhựa dựa đại dương là rất là lớn. Dù là năm đầu tiên giải được tổ chức trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng các tác phẩm dự thi phong phú, đa dạng phản ánh được thực trạng ô nhiễm nhựa đại dương và đưa ra các giải pháp để cải thiện. Sau gần 2 tháng phát động, có 64 cơ quan báo chí, đơn vị, cá nhân trong cả nước gửi bài tham dự. Hơn 200 tác phẩm được lựa chọn vào vòng sơ khảo. Nhiều tác phẩm được trình bày hiện đại, hình ảnh ấn tượng, thông tin độc đáo xu hướng báo điện tử hiện đại với đồ họa là được thể hiện linh hoạt hình ảnh sắc nét và có cái bố cục trình bày hấp dẫn từ đó là người đọc dễ hiểu và dễ trở nên là đồng cảm với những cái phần trích dẫn hoặc là những cái phân tích cụ thể để từ đó là hình thành cái tư tưởng rồi cái và phong trào từ mỗi cá nhân trong mỗi cá nhân để cùng nhau chung tay phòng chống rác thải Mục tiêu trong thông tin tới cộng đồng. Giải cũng có sự đóng góp của các tác giả tự do, trong đó có 21 bài dự thi của giáo viên, học sinh cho thấy tác động tích cực của giải tới nhiều người, nhiều đơn vị và ngành nghề. Giải thưởng này sẽ được tổ chức thường niên góp phần nâng cao kiến thức, động viên khuyến khích đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, theo dõi lĩnh vực môi trường, góp phần lan tỏa mạnh mẽ đến với công chúng. <laughs>